Thưa quý vị và các bạn, chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những diễn biến chính của cuộc tổng tiến công mùa xuân lịch sử năm 1975. Trước hết là những hình ảnh tư liệu về chiến dịch Tây Nguyên, trận mở màn cho đại thắng mùa xuân vào đầu tháng 3 năm 1975. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, lúc 2 giờ sáng, ta nổ súng tiến công thị xã Buôn Ma Thuột. Để nghi binh thu hút sự chú ý của địch, bộ đội đặc công và pháo binh nổ súng đánh sân bay Hòa Bình, hậu cứ trung đoàn 53, khu kho Mai Hắc Đế. Trong đêm lợi dụng điện trong thành phố lúc tắt lúc sáng, tiếng súng và sự hỗn loạn của địch. Các loại xe pháo, xe tăng, ô tô cho bộ binh của ta từ năm hướng tiến công thị xã. Sau 2 ngày tấn công ác liệt, 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, ta giải phóng Buôn Ma Thuột, bắt sống Vũ Thế Quang, sư đoàn phó sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn và Nguyễn Văn Luật, tỉnh trưởng Đắk Lắk. Sau khi mất Buôn Ma Thuột, địch tăng cường quân phản kích nhưng đều bị ta đánh chặn thành công, giữ không được, đánh phản kích cũng không xong. Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa quyết định tùy nghi di tản rút khỏi Tây Nguyên, tạo ra đột biến chiến dịch khiến cho Kon Tum, Pleiku không đánh mà được giải phóng. Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhận định, nếu ta đánh mạnh thắng lớn ở Tây Nguyên, thì địch có thể co về dưới đồng bằng. Vì vậy đã điều sư đoàn 320, nhanh chóng chặn địch rút chạy từ Pleiku về Cheo Reo, Phú Bổn theo đường 7, tiêu diệt và bắt sống phần lớn lực lượng quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa, kết thúc thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên.